Thì đây chỉ là một trong những cái web mà đơn giản nhất mà tôi hay làm demo giới thiệu. Thì trong cái trang web này thì nó yêu cầu là demo lại ha, phải có một cái filter để nó xử lý khi mà chưa vô được cái, chưa login thì sẽ phải login. Thì login đây sẽ nó sẽ kết nối xuống database. Vậy ha. Tôi có một cái database là account. Trong đây sẽ lưu trữ user và password. Thì ở đây tôi biết là user ABC và password là một. Khi login thành công sẽ chuyển user vào trong cái màn hình home này. Và trong đây thì nó sẽ có chức năng log out. Khi thoát ra thì mình sẽ hủy session. Đó, chức năng log in và log out. Rồi ABC1. Thì điều các bạn cần phải nắm là mình phải làm những gì để xử lý cái đó. Đơn giản thôi. Rồi mình sẽ có một cái giao diện đó là user. Mình có thể add user. Đây, nhập những thông tin này. Và mình sẽ add nó xuống database. Sau đó mình sẽ query thông tin này lên. Chút bị lỗi gì đó. Thì mình sẽ query danh sách này lên. Rồi. Mình sẽ móc xuống database, mình lấy lên hiển thị những list nằm đây và tìm kiếm thì username này nọ. Nó yêu cầu tôi chỉ cái bài tập nó cũng vậy thôi. Thì cái này là buổi trước sửa gì đó lỗi. Một tí nữa tôi sẽ gửi cho bạn một project trắng hoàn toàn. Trắng hoàn toàn, chỉ toàn những file CSP thôi. Và file model là Unity. Nhắc cũng cũng không cần model luôn. Các bạn sẽ từ từ lại mô đồ, nói chung sẽ làm lại từ đầu, chỉ có cái phần view thì tôi sẽ hướng dẫn, nghe tôi cho đưa sẵn cái file để cho các bạn làm vậy thôi. Thì đó, nếu mà một cái web mà đơn giản gọi là basic, nếu mình làm dạng này mình hiểu á thì mới có khả năng mình làm tiếp những cái dạng web nó phức tạp hơn chút. Như cũng màn hình này cũng login vô, nhưng mà thay vì là thêm mặt cao gì đó mình sẽ mua thêm đơn hàng, rồi mua đơn hàng nó cũng giống vậy thôi. Bản chất nó cũng là vẽ giao diện xong rồi boost xuống database hoặc là session đó. Nên nếu mà những cái giao diện mà web mà nó phức tạp hơn, thực chất nó đều là đi từ những cái đơn giản nhất mà lên. Nếu mình nhìn cái trang cái bài tập này bạn hiểu rõ từ đầu đến cuối bạn làm được, thì tôi tin khi gặp một cái web nó có phức tạp hơn các bạn cũng làm được. À, thì bài này làm sao? Đầu tiên á, để cho một cái màn hình này để cho bắt cái chức năng mà mình phải vô cái trang như trang home chẳng hạn. À, lúc mình chưa login thì rõ ràng là mình phải cần cái gì, mình dùng kỹ thuật filter đúng không ạ. Mình sẽ filter, mình kiểm tra là nó ok. Nếu mà chưa có login thì nó sẽ phải quay lại màn hình này. Đây tôi có một cái filter, filter tôi sẽ bắt hết toàn bộ. Rồi tôi kiểm tra điều kiện gì đó trong đây, không biết CSS này nọ vân vân, và cái kết quả là sẽ phải, nếu mà không chưa login thì phải quay lại trang này. Thì khi login phải nhập đúng user và password. Thì tôi sẽ có một cái làm sao để, nếu màn hình này làm sao để làm cái chức năng này login, khi bấm đây mình làm cái gì ạ? Mình sẽ submit một request tới server và mình sẽ bắt cái request đó bằng một cái serverless.
Thì tôi có một cái gọi là Service Login. Service Login này thì đơn giản, nó sẽ lấy username password từ người dùng chuyển tới, sau đó nó sẽ gọi xuống database. Sao? Đừng hết à? Vì vào đây thì mình sẽ viết một cái service nó kiểm tra user password dưới database. Nếu user password mà thành công, đây là logic của tôi ha, thì tôi sẽ trả ra một cái account, là thông tin cái account tương ứng với đó, và tôi sẽ set cho trong session cái account đó để tôi lấy lại sử dụng một session này. Thì cái user service này mình sẽ phải viết bằng SGB. Đây SGB, đây mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật CVA hôm trước mình đã học, hàm chat outend. Thì bản tắt chất của nó là sẽ gọi xuống dưới database, viết một câu select bằng CVA, rồi select from account đó, và nó sẽ trả về cái, nó sẽ kiểm tra giống như cái SQL của mình. Cái này mình vừa trước mình học rồi. Tiếp theo là nếu mà có account thì lấy ra account ra, sau đó nó show password. Đây là một logic để kiểm tra thôi ha. Mọi người có thể truyền vô, viết ra một cái hàm mà truyền vô thẳng trực tiếp username password, nó tùy tùy thôi. Sau khi login thành công thì tôi sẽ trở về cái trang mặc định của tôi, gọi là trang home. Tuy nhiên tôi phải set cái điều kiện làm sao để cho nó pass được cái filter, nếu không tôi sẽ không vô được. Cái vô trang này thì tương tự, nếu mà người đã hiểu đó thì cái trang add user thì cũng đơn giản thôi, giao diện xong rồi mình cũng có một cái service để xử lý. Mình sẽ viết một cái service để xử lý nó, là user service gì đó, add user service, ví dụ như vậy. Thì bản chất mình sẽ tạo ra được cái những thông tin, nhận được những thông tin lấy từ màn hình, sau đó mình tạo, mình kiểm tra. Này tôi viết ha, tôi kiểm tra nếu mà cái user đó nó đã có tồn tại trong database rồi thì tôi không add nữa, còn nếu không thì tôi tạo ra cái account và tôi dùng một cái SGB tôi insert xuống. Tầng tầng database ở module 4 này yêu cầu mọi người phải sử dụng GBA hết hoàn toàn, không có dùng JDBC. Dưới đây là dùng GBA. Thì sau khi ấy xong thì nó sẽ set một cái message là add user successful. Cái message này thì nó khi nó set vô cái attribute thì người sẽ biết nó làm gì không? Ở trang add user đây có một dòng đây, nó có dòng này này, nếu message này bằng null thì hiển thị rộng, không thì hiển thị cái nội dung message đó. Mà cái a message này là gì ạ? Cái này là gì ạ? Đúng rồi, cái này là mình sử dụng cái GSTL nhá, mình sử dụng cái exception của GSTL á. Thì cái thằng message này là nó sẽ tự động nó tìm ra trong cái attribute của thằng request. Nếu người nhớ module 3 mình học rồi, mình làm rồi nè. Thì trong cái key này của tôi thì tôi sẽ có một cái message này ở trong cái select. Trong cái select mình sẽ set cái key này với giá trị vô. Thì tại sao tôi lại tách ra một cái lớp là config until, thì để cho nó gọn thôi. Trong cái add user này thay vì tôi phải gõ cái chữ message vô, tôi dùng cái này dùng để cho nó gọn thôi chứ không có gì đặc biệt.
Rồi tương tự lại hầm cái khung sệt. Khung sệt thì mình vô đây thì cũng phải tìm ra, lấy ra một cái danh sách theo tiêu chí này. Sau đó mình vẽ thầy bồ dựa vào cái ý tưởng đó. Cao list đây. Tìm kiếm nè, reset. Sau đó tôi lấy cái account list từ trong cái request attribute ra. Lấy cái account list request attribute ra. Sau đó tôi set nó vô cái chữ account này. Này GTL này ha. Sau đó đây là một cái thẻ thầy bồ. Thầy bồ đây. Định ra full, sau đó dùng cái C for X của GTL mình for ra, xuất ra những dòng này đơn giản thôi. Khi tìm kiếm này, để làm sao cho mình tìm được, đơn giản là mình sẽ submit đến một cái serverless. Serverless nó sẽ xử lý, nó đi tìm cái kết quả, sau đó nó sẽ trả lại ngược lại trang này, đúng không? Nó trả lại trang này thì mình lấy kết quả hiện ra thôi. Rồi, coi như đây là bài tập mình sẽ làm hôm nay. Mục tiêu bài này thì sẽ sử dụng hết toàn bộ những cái gì mình học nha. Tí nữa tôi sẽ đưa lại mọi người cái này. Lớp này thì tôi để lại hết. Tôi sẽ để lại hết. Tôi sẽ xóa hết toàn bộ những cái gì service liên quan, cả cái entity này luôn. Tôi để là bắt kịch, thì lúc đó mọi người tạo đúng cái entity bắt kịch để sau này mình khỏi mất công lộn xộn nha. Đặt sẵn để thằng bắt kịch thôi, mọi người tạo cho đúng ha. Nha. Rồi. Thì giới thiệu về đây đó thôi, thì bữa nay tôi muốn mọi người làm bài này. Có ai hỏi gì không? Mục tiêu hôm nay mình sẽ phải làm được bài này. Không ý kiến mà làm ha. Được à? Ở đây không làm việc riêng nha, tập trung làm bài. Cho database. Ok.